trào ngược dạ dày, nóng rát ở vùng ngực, đau dạ dày, ợ hơi, ợ chua, hãy dùng ngay Bình Vị Thái Minh. Bình Vị Thái Minh ngăn trào ngược dạ dày, giảm viêm loét và đau dạ dày. Gần một nửa. Và đáng nói là nhiều bệnh nhân đến viện khi đã có biến chứng nặng do tự điều trị hoặc điều trị bằng phương pháp chữa bằng dân gian, trà sát mạnh làm tổn thương trầm trọng hơn. Nam thanh niên này cho biết bị kiến ba khoang đốt 3 ngày trước, chỉ đến khi tổn thương bị loét, quá đau thì mới đến bệnh viện thăm khám. Được biết trước đó anh đã bị đốt một lần. Chung cư nơi anh ở cũng có nhiều người bị kiến ba khoang đốt. Bởi vì tôi nghĩ kiểu bị một lần rồi cho nên là vẫn sử dụng cái đấy, bình thường nghĩ là nó sẽ khỏi, đỡ phải đi vậy ạ. Nên là cứ dùng cái thuốc cũ với dung dịch cũ để vệ sinh các thứ vậy ạ. Theo các bác sĩ, số ca viêm da tiếp xúc đang có xu hướng tăng do thời điểm này là mùa sinh sản của kiến ba khoang. Loài côn trùng này xuất hiện nhiều hơn, ưa thích ánh sáng đèn nên bay vào nhà, đậu trên quần áo, khăn mặt, giường chiếu, chăn màn. Khi vô tình tiếp xúc với chất độc kiến tiết ra, bệnh nhân sẽ bị tổn thương da. Các bác sĩ cho biết, nhiều bệnh nhân khi thấy có tổn thương thường trà sát, cào gãi hoặc tự mua thuốc bôi khiến tổn thương lan rộng, sưng nề đến mức nổi hạch. Khi mà bệnh nhân tiếp xúc với kiến khoang thì nhiều khi cái tổn thương của kiến khoang nhiều khi nó gây một cái tình trạng nó một cái vệt đỏ, xong là nó rộp lên hoại tử và nó rát bỏng rất là nhiều. Thì nhiều khi bệnh nhân thì cứ lại không đến khám ở bệnh viện mà lại đi ra những cái phòng khám, không phải phòng khám mà đi ra những quầy thuốc mà nói thường thì họ sẽ chẩn đoán nhầm với những cái là zona. Đặc biệt họ là zona và sau đó họ sẽ bôi những cái thuốc như là bôi và uống thuốc gọi là acyclovir. Và tổn thương thì nó không đúng và nó làm cho cái tổn thương nó lan rộng rất nhiều. Đặc biệt là những cái bệnh nhân nhiều khi họ sát quá, nhiều khi họ không biết họ lại trà sát cào gãi. Thì cái tổn thương này nó cứ lan, cứ gào gãi đến đâu mà nước chảy đến đâu thì nó lại bị lan đến đó. Và tổn thương rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái trường hợp mà bệnh nhân nó nặng quá, tức là những cái trường hợp mà ở gần vị mắt chẳng hạn, hoặc là tổn tiếp xúc nhiều, nó có sưng nề, có thể là những cái nổi hạch, viêm nhiễm rất là nhiều và cái tổn thương sưng nề cái vùng mắt hoặc những cái vùng trên người rất nhiều, đặc biệt hay vùng mặt vì là vùng hở ra. Thế còn đặc biệt là những cái trường hợp mình đã điều trị rất nhiều, một số cái trường hợp một cái viêm da tiếp xúc do kiến khoang, ở đây thì không phải là người ta, ở đây là người ta lại chủ động, người ta nghe một cái bài dân gian á và người ta lấy kiến khoang để điều trị những cái nấm ở da. Và họ bắt rất nhiều kiến khoang, họ chủ động bắt rất nhiều kiến khoang, họ nghiền ra và họ đắp vào tổn thương để họ nghĩ rằng là cái nấm nó khỏi. Nhưng mà lúc đấy những bệnh nhân đấy nó làm cho cái tổn thương vùng toàn bộ vùng sinh dục và vùng bẹn và vùng đùi bệnh nhân là trượt loét rất là nhiều. Bác sĩ khuyến cáo, ngay sau khi tiếp xúc hay nghi ngờ tiếp xúc với kiến ba khoang, người dân cần rửa tổn thương với nhiều nước sạch. Nếu bị tiếp xúc vùng mắt, cần rửa nhiều bằng nước muối sinh lý 0,9%. Người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc bôi và điều trị. Cần thăm khám tại cơ sở y tế chuyên khoa kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.